Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ cũng như là suy nhược thần kinh. Thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng giấc ngủ là một trong những hoạt động sinh hoạt vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ? Sau một ngày dài mà chúng ta đi làm về thì chúng ta cần phải nghỉ ngơi để cho cơ thể của mình hết mệt mỏi, đồng thời là khiến cho cơ thể của chúng ta được chuẩn bị năng lượng cho một ngày dài tiếp theo. Tuy nhiên trên thực tế thì ngay cả người cao tuổi hay người trẻ tuổi có khá nhiều người mắc phải chứng mất ngủ cũng như là suy nhược thần kinh, và điều này thì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của họ. Chính vì vậy, làm như thế nào để có thể là ngủ ngon hơn, đồng thời là chống lại căn bệnh suy nhược thần kinh là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Và bây giờ, Kiều Anh sẽ giới thiệu cũng như là giải thích kỹ hơn tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo trong việc là hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ cũng như suy nhược thần kinh. Dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo như trên tay Kiều Anh đây là một trong những dòng sản phẩm được chế biến dưới dạng cao từ hai nguyên liệu vô cùng quý hiếm, đó chính là đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ tại Hàn Quốc. Nếu như đông trùng hạ thảo thì vốn đã được biết đến là một trong những loại nguyên liệu giúp tăng cường sức khỏe, nhất là đối với nam giới, thì cao linh chi còn được biết đến là một trong những loại dược liệu quý hiếm và có công dụng vô cùng tuyệt vời. Linh chi thì vốn đã được biết đến là một trong những loại dược liệu quý hiếm rồi, và nhất là linh chi đỏ được chế biến ra thành dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo như thế này, thì nó có nhiều các loại axit amin, đồng thời là các hợp chất giúp ổn định hệ thần kinh, cũng như là giải tỏa căng thẳng, stress và những áp lực đè nặng lên hệ thần kinh của chúng ta. Cũng như việc là khi mà sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo thì nó sẽ có khả năng là giúp cho chúng ta ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Các thành phần trong nấm linh chi rất có lợi trong việc chống suy nhược thần kinh, giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần và hoạt động của nhiều hệ cơ quan. Nấm linh chi đỏ có chứa nhiều thành phần, trong đó có hơn 400 hoạt chất có lợi cho cơ thể. Trong đó có tới hơn 110 loại axit amin, nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa. Chính vì vậy thì đây là dòng sản phẩm giúp cho chúng ta ổn định hệ thần kinh vô cùng tốt. Và biết được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo như trên tay Kiều Anh đây. Và với thành phần đông trùng hạ thảo ở đây thì được kết hợp đóng góp trong sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời là tăng cường sức đề kháng. Và với sản phẩm này thì mỗi ngày chúng ta sử dụng 2 lần và mỗi lần chúng ta sẽ uống trước bữa ăn khoảng 10 cho đến 15 phút. Và chúng ta sẽ dùng một chiếc thìa nhỏ đã có trong chiếc hộp cao linh chi này để lấy cao linh chi ở đây và pha với nước ấm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể pha cùng với mật ong hoặc là đường để thay đổi khẩu vị. Và với cách sử dụng như vậy chỉ sau một thời gian thôi là chúng ta đã cảm thấy là cơ thể của mình khỏe khoắn hơn nhiều. Đồng thời là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn, không bị mất giấc giữa đêm. Và cũng như việc là hệ thần kinh của chúng ta sẽ được thoải mái, dễ chịu hơn, không còn áp lực như trước nữa. Và với những công dụng này thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn muốn sử dụng sản phẩm này để mang lại sức khỏe tốt cho bản thân và người thân trong gia đình, đúng không ạ? Và để mua được sản phẩm chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.